và cảm ơn Tuấn Châu. Sự thật là bằng bảy bây nghĩa là ca giờ để cho có ca vậy thôi, nhưng mà có cái điều như thế này, cũng có một người vài người khán giả thương có bãi đi làm cái nghề này bãi mấy năm mà vẫn còn cất lên tiếng hát lời ca. Mà cái bài ca này chỉ có thuộc cái bài này thôi, thành thử ra bữa nay nếu mà kiếm bài mới thì là mà không ra được thôi. Giờ nhờ Hoàng Phúc ca cái bài có tám nhịp bạc lắm biết không. Rồi cái này cái tự đó tên là đàn bà cũng dê đó. Nếu giữa chừng mà có cái gì bà con thương dùng dân chung nha. Tướng Châu ơi, dạ tôi con đi ba. Cô Ngọc Đáng à, dạ trời, cô Tiên Nga nghe dân chung nói này, không hiểu tại sao mỗi lần dân chung tôi đi ngang qua mấy bà, có hai ba bà khều nháo nói chê chê kiểu mấy chị. Thu thật, dân chung tôi mắc cỡ lắm, nhưng từng tuổi này rồi dân chung tôi chưa hiểu cái nghĩa dê là gì. Dê là sao mà tôi dê ai mới được, chỉ có điều cứ mỗi lần thấy cô nào trăng trẻo dễ thương như cô Ngọc Đăng, tôi ấy cười cười liếc liếc thiết lễ sẽ theo. Cứ mỗi lần thấy cô nào vui vui tôi nên nắm tay nắm chân tôi thoa thoa chút định, không lẽ tôi quý trọng tôi nên yêu tôi yêu chiều cái đẹp mà bà con lại ghen cho tôi hay tiếng gì sầu. Nếu đàn ông bà không có biết gì thì đàn bà đẹp quý chẳng có ai dòm. Bởi vậy khi không khí chuyển động thì trời đất đổi cơn sóng gió, khi trái tim đàn ông nổi giận lên thì đàn ông nổi bao nhiêu. Thời xưa có câu đàn ông bài tiếp năm thê, đàn bà chịu cảnh chinh chiên một chồng. Thời nay cơ tạo đã xây dựng, đàn bà còn dê bảo gấp 10 lần đàn ông. Quá tuyệt vời. Chồng lo cho má. Dạ, dù dù lo cho má. Dạ, mà vẫn là. Nhưng mà ca vẫn ngọt. Sáng luôn ở trong nhà. Dạ. Mời quý vị khán giả vẫn giữ đài truyền hình FPTN. Sau phần quảng cáo, chương trình sẽ có trích đoạn hát đến những chương trình.